Xin chào Văn Viên. Ủa anh kể cho Văn Viên mai có gì ạ? Mai mình sẽ làm bánh mì kem á. À là bánh mì kem hả? Wow, bánh mì dài chứ hả? Rồi giờ mở hộp kem ra nha. Hộp kem đi. Kem cái gì hả ta? Kem củ hương. Kem ba màu luôn nha. Kem. Đây để mở cho Bim nha. Wow. Bim cắn rất luôn răng mà Bim chắc dữ rồi Bim. Wow. Kem ba màu luôn. Kem này là kem gì Bim ơi? Đây là kem sô cô la, kem sầu riêng và kem dâu. Wow. Đây ba mùi. Kem đựng vô đây nha các bạn. Rồi giờ mình nhận kem cho bánh mì nha. Để anh chị em chị cắn vô đi. Nó nhận màu cá một khuôn nha. Nhận kem dâu trước. Thử ra nha. Thử ra. Mình này là lo luôn á anh kìa. Tí sáng mai luôn á. Rồi mẹ ơi. Sống ơi. Đây là bánh mì của Văn Kiệt làm được nha. Wow. Đủ quá trời luôn, cho mượn muỗng đi Văn Biên. Ngon quá mẹ ơi. Cho mượn muỗng nha. Làm thêm một miếng sầu riêng nữa ở đây nha. Đây. Còn bánh mì bự chà bá luôn. Từ từ nha, đây. Mẹ ơi, dâu rồi. Kem không? Mãi vô, mãi vô. Mẹ ăn kem không? Wow. Nghe anh Kiệt. Để thêm sữa lên cho béo nha. Đó. Rồi thử đi. Ngon quá. Ngon không? Đi ăn cho bánh Kiệt không kìa. Wow. Anh Kiệt ăn ổn bì là anh Kiệt no tới mai luôn á. Ngon không Kiệt? Ngon quá. Mẹ. Đi ăn thử không? Kiệt. À cái kem của bạn Bin đây nha, cái bạn Bin đã làm cái kem này nha, giới thiệu cho Bin nghe. Ơi. Không. Anh Kiệt ăn ổn bị bự quá trời bự luôn. Đúng không? Đúng rồi, thì bây giờ mình làm một cây nha. Wow, ổn bị của anh Kiệt khổng lồ quá. Anh Kiệt ăn hết đâu ta? Thử thì ngon không nha. Tay, tay. Béo quá. Ngon quá. Anh Kiệt ăn ổn mì bự quá à. Ta cho thử miếng ngon Kiệt. Cho thử miếng ngon nha. Đây là bánh mì kem của anh Kiệt nha các bạn. Wow, anh Kiệt ăn được nhiêu đây rồi đó. Ghê không? Giờ mình ăn thử nha. Có thêm kem nữa nha. Wow. Anh Kiệt ăn hết bánh mì là anh Kiệt no tới mai luôn anh Kiệt. No trời ơi. No chưa? No rồi hả? Anh Kiệt ăn cơm chưa? Chưa. Anh Kiệt ăn này là anh Kiệt ăn cơm được luôn á. Ngon không Bin? Con thích ăn kem gì? Kem dâu. Con thích ăn kem dâu hả? Kem dâu sô cô la nữa hả? Còn anh Kiệt thích ăn kem gì? Ok, đặc biệt của anh Kiệt. Cho miếng nữa đi anh Kiệt.